mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vì sao cô đi tu? Mùa thu năm 2003, một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu. Tôi và bạn già đi đến chùa Bàn Lông, nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo nhìn ngắm cảnh trong chùa. Lúc này có một sư nữ mặt tươi tắn, mỉm cười đón tiếp chúng tôi. Trông cô rất hòa nhã, thân thiện. Bạn già tôi bước lên chào hỏi: "Thưa sư phụ, chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa, có thể trò chuyện cùng sư được không ạ?" "A Di Đà Phật, được ạ." Tôi lên tiếng: "Thưa cô, trong cô còn rất trẻ, vì sao lại muốn xuất gia?" Thế là vị sư nữ trẻ tuổi này đem câu chuyện có thực đáng sợ do mình đích thân chứng kiến kể lại cho chúng tôi nghe. "Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X, thuộc miền Đông Bắc. Cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư dả. Từ nhỏ tôi chỉ cắm sách đi học, mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi thì tôi làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này tôi chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi thì làm công việc cơ quan chính phủ. Con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có ba mẹ thân thuộc yêu thương, gia đình êm ấm, trong nhà không có gì phải sầu lo. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước, tôi gặp một đại biến cố, khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm luôn chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty địa ốc 46 tuổi. Lúc trước, ông làm ở công ty lương thực, sau đó thì chuyển qua kinh doanh địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu chức vạn tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó ông chơi cổ phiếu bị thua đậm, hôm đó chỉ trong 15 phút mà phải đền hơn 470 vạn. Ông bị đả kích quá lớn nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi. Lúc sống ông cao 1m84, vậy mà giờ nhìn thấy ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m. Sắc da như màu đất, hình dạng giống hệt như lúc còn sống. Vừa nhìn thì biết ngay đây là ông tổng. Lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều đi đến đó. Tôi không thể nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm mắt thì nhức đầu không chịu nổi. Mà dù nhắm mắt thì cũng vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường nên cử người theo canh chừng suốt ngày. Mà tình huống tôi nhìn thấy, bọn họ không ai thấy, nên dù tôi có nói, có diễn tả cách mấy thì cũng không ai tin. Tôi có muốn trốn ổng thì cũng không trốn được. Tôi tức quá, tôi đi máy bay đến Bắc Kinh hay đi Thanh Đảo thì ổng cũng bám theo. Cảnh tượng này nó hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là từ sau khi ổng chết, cứ 7 ngày là tròn 1 tuần. Mỗi khi qua một thất, trước mắt tôi lại lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục, chỗ ông thọ khổ. Thấy ổng bị hành hạ thê thảm đáng sợ. Tuần thất đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy vị ngục tốt kéo đến lôi hai tay ổng nhét vào lò thiêu nướng. Chỉ nghe tiếng ổng kêu la thảm thiết. Khi tay ổng được rút ra rồi á, nó cong vẹo, đỏ như sắt nung lửa, người ổng co rúm quắt queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ông trân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo là tuần thứ 5, 6, 7, lại thấy ông bị đau phanh thây, mổ bụng, móc mắt, cưa chân, vân vân. Thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn. Tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, đâu biết làm sao mà để cứu ông. Trong suốt 100 ngày, cuối cùng thắng cảnh hiện, tôi bỗng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng, tướng mạo trang nghiêm, thù thắng không có gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái thanh tịnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt. Thần tâm lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái vạn bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quan Âm tha thiết bảo: "Con phải niệm Phật nha." Rồi Ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lay tỉnh người bạn cùng phòng, kể cho nghe cảnh mình thấy Quan Âm. Vậy là chúng tôi đi mua hương, lư và tượng Quan Thế Âm. Lúc đốt cây hương đầu tiên thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong chớp mắt hợp thành nhất thể với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi nghe Ngài dạy: "Hãy đến Bảo Hoa Tự đi." Bảo Hoa Tự ở Liêu Ninh, tỉnh Đại Liên. Vậy là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Tự,
Sư trong chùa giống như biết trước tôi đã sẽ đến. Vừa gặp tôi liền nói: ta đợi con lâu lắm rồi. Sư còn nói con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6 sư làm lễ cầu siêu cho ông tổng. Khi đó tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông tổng từ trong địa ngục được cứu thoát. Tôi còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi: ông tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào một cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường gần đó, tình cờ gặp một con lừa. Vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi, kêu thì nó chảy nước mắt. Tôi không hiểu vì sao nó lại có chuyện này. Về đến chùa, thỉnh giáo sư phụ, ngài nói: con lừa này chính là ông tổng giám đốc của các con đó, thân thích bằng hữu, vợ đi khắp nơi tìm con lừa nhưng không tìm được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa xúc dây trói chạy đến cổng chùa, mặc cho người lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi: bên ngoài có con lừa tìm cô đó. Tôi vội chạy ra ngoài cổng, con lừa vừa nhìn thấy tôi, lại kêu lên và chảy nước mắt. Tôi nói nó: người là tổng giám đốc ít phải không? Nếu phải á, thì gật đầu nha. Nó nghe và hiểu lời tôi, liền gật đầu. Sau đó tôi nói: ta quy y cho người, hãy lắng nghe nha. Tôi liền làm theo những cách thức sư phụ dạy, quy y tam bảo cho lừa. Làm lễ xong tôi nói: bây giờ á, hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi. Lừa gật đầu, nó đi trước rồi tôi theo sau. Nhìn nó đi trên đường, giống hệt như ông tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi rồi nhìn ông chủ, y như muốn bảo tôi đây là ông chủ nó. Tôi hỏi ông ta con lừa sinh lúc nào, thì ông nói ngày tháng năm. Tính ra đúng hợp với thời gian siêu độ của ông tổng. Lúc đó tôi tin chắc đây là ông tổng từ địa ngục thoát ra, xin vào lại xuất vật nhân gian. Sau đó người nhà ông tổng đến chùa con lừa, đem nó đi phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người. Nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực lớn, khoảng 700.000 vạn. Nhưng ông tổng lúc còn sống đã có ý không muốn trả. Cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này và người ở trong công ty đều tận mắt chứng kiến, thì ông phó tổng giám đốc công ty liền tự nói với ngân hàng trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty vẫn còn tiền dư. Thân nhân bằng hữu các đồng nghiệp của tôi sau khi sự cố đó đa số đều quy y Phật môn. Do tôi đích thân trải qua sự kiện này, tôi vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật không dối, thầm hiểu luật nhân quả báo ứng không sai mãi mãi. Vì sao ông tổng đọa địa ngục, nếm đủ hình phạt khổ đau? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành, nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông. Tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản, nhưng một khi chết đi rồi thì chẳng mang theo một xu. Đúng như cổ nhân từng nói, vạn thứ chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp đem theo. Từ nhỏ sinh trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế, tính ra các loài vật từ bay trên trời, đi dưới đất, bơi xuống nước, không gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ, thân quyến bị đọa địa ngục thì ai sẽ cứu chúng tôi đây? Vậy là tôi hạ quyết tâm phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng. Cô kể xong câu chuyện vẫn còn rất cảm xúc, bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt. Vì những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thấy đều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thật do vị sư nữ vừa kể ra đây lại xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thật, việc thật rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạt vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc. Từ Trí, lời người dịch. Đọc báo ứng hiện đời, chúng ta thấy rằng người đời mắc bệnh đa phần đều được quy vào các tội sát sinh hoặc thân khẩu ý tạo ác. Hòa thượng Diệu Pháp luôn bày cách trị bằng việc khuyên họ dứt sát, ăn chay, và hiệu quả thường rất tốt.
Thế thì tại sao các tu sĩ vốn đã ăn chay, tất nhiên thân khẩu ý cũng hằng thúc liễm, vậy mà nhiều người, thậm chí là các bậc cao đức, lại bị bệnh triền miên, đôi khi lại nặng nề và khó chữa hơn người đời rất nhiều. Xin quý vị đọc trích đoạn giải đáp sau đây của Đại sư Ấn Quang và Hòa thượng Tuyên Hóa để hiểu rõ hơn. Ha ha ha,